đường tương truyền ngày xưa ông Đức Hộ Pháp vong hồn làm việc ở đây. Ông Đức Hộ Pháp với hoàng gia Campuchia hiện thiên đài. Đây Hộ Pháp đường, nơi Đức Hộ Pháp điều hành tòa thánh lúc xưa tại ông Hồng đây. Và bên cạnh đó là Diêu Trì Kim Mẫu, hay là điện thờ Phật Mẫu, thờ mẹ. Đối diện với tòa thánh là thờ cha. Đây là Bá Huy Viên, công viên của tòa thánh, để cho bà thánh đến chụp hình giao lưu vào dịp Tết. Đây là cái văn phòng của tòa thánh xưa. Đây là khu dân chúng, và đây người ta bán quần áo, trang phục, tín đồ của đài, áo dài trắng.